Ok, xin chào gọi là anh Quang, cán bộ kỹ thuật nhá. Dạ. Xin chào toàn thể các bạn yêu Ali, xin chào anh Tiến. Dạ. Thì hôm nay mình với anh Tiến, cán bộ kỹ thuật của huyện Phú Bình, phụ trách mảng nông nghiệp, là có đi thăm cái mô hình hoa ly tại Mỏn Thượng, Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên. Cái vùng đất đây, như anh Tiến thấy nè, vùng đất hoa ly được trồng trên sỏi đá. Cái chuyện thật nhưng mà chuyện bịa nhưng mà chuyện thật như bịa. Đấy, nhưng mà thấy là các bác thấy là cái mô hình này nó có mấy cái điểm hay nhé. Thứ nhất là Quang giới thiệu luôn này. Đây, hoa ly được trồng trồng trên những cái bịch nhựa. Đấy, hoặc là trồng trên chậu. Thì đây là một cái mô hình rất là tiêu biểu tại sao hôm nay Quang lại về đây quay. Đấy. Thì các bác thấy là mức độ sinh trưởng của hoa ly mà trồng trên những cái bầu nhựa này mà nó đẹp hơn cả bên ngoài. Thì vậy là cái kỹ thuật trồng cũng như là cái kỹ thuật chăm sóc cũng của chủ vườn thực sự là rất là tốt. Đấy, Quang vào cái là mê ngay. Đấy. Và thứ hai nữa là hôm nay Quang muốn giới thiệu đến toàn thể các bạn mà muốn kinh doanh hoa ly trong dịp Tết 2021 này. Đấy, hôm nay đã là ngày 7 âm tháng 12 năm 2020 rồi. Đó, khoảng 23 ngày nữa là chúng ta sẽ đón Tết. Thì các bạn thấy là cái vườn này nó cực kỳ là chuẩn Tết. Đấy, cái vườn này cực kỳ chuẩn Tết. Và thứ hai là cái vườn này mình nghĩ là cái vườn này nó rất là phù hợp cho những người mà kinh doanh hoa ly. Bởi vì nó trồng chậu. Khi mà các bạn mua về kinh doanh thì các bạn không lo đến vấn đề là cây bị héo, không lo đến vấn đề là cây nó bị rụng nụ hoặc là cây nó bị quạt quẹo là do nó bị trột như là các vườn khác họ trồng ruộng họ nhổ lên là bán cho các bạn. Ok. Thì cái điều đặc biệt thứ hai mà Quang muốn giới thiệu cho tất cả mọi người ở đây là các bạn thấy là ở đây hoàn toàn hoa ly được trồng trong cái điều kiện hoàn toàn tự nhiên. Đấy, thì cây rất là khỏe. Mà các bạn biết là cái chiều cao của hoa ly của cái vườn này nó rất là đẹp. Đấy, theo đánh giá ví dụ như về các bạn đặt lên một cái đôn nữa thì cái này rất là vừa tầm. Như ở một số cái vườn khác thì họ trồng trong cái điều kiện hoàn toàn họ chiếu sáng, họ che lưới đen quá là nhiều thì là cây nó rất bị vống. Cây nó giống rất là cao. Đấy, thì Quang nhìn được về cái hình thức của cái vườn hoa này. Và thứ hai là để mà cái thời gian sinh trưởng và nó kịp Tết thì đây là một cái vườn lý tưởng nhất mà theo Quang là nó sẽ các bạn có thể lựa chọn để chúng ta kinh doanh cho cái hoa ly trong cái vụ Tết này. Đấy, thì ở đây trước mặt Quang đây được theo chủ vườn giới thiệu đây là giống hoa ly đỏ. Đây, hoa ly đỏ nó đỏ từ thân luôn. Đấy, đỏ từ thân nên giống này nó cực kỳ đỏ luôn. Và có một cái điều đặc biệt là khi các bạn mang về có thể mang cả cái chậu này mang vào trong nhà trong điều kiện hoàn toàn nó không có ánh sáng. Hoàn toàn là trong điều kiện chiếu sáng trong nhà thôi thì khi bông hoa nó vẫn lên màu và lên màu đỏ rất là sặc sỡ. Đấy. Và cái số nụ ở trên cái này cũng thực sự là hấp dẫn. Ví dụ đây là cái giống đỏ này thì nó rơi trung bình từ 6 đến 8 nụ. À từ 6 đến 7 nụ. Đấy, nhiều là 6 nụ. Như vậy là với một cái bông một cây hoa mà có cái số lượng nụ là từ 6 đến 7 thì là cái bông của nó thì rất là to. Đấy. Thứ hai nữa là nhà vườn còn giới thiệu thêm một cái giống nữa mà cực kỳ sai hoa, đó là giống hoa hồng đậm. Giống hoa hồng đậm thì nó có trung bình từ 6 đến 8. Trung 6 đến 8 hoa. Đấy. Thì như vậy là thế là gì? Các bác chơi hết tháng giêng mới hết hoa. Bà con nào mà đi mua hoa ly về thì chúng ta nên sử dụng hai cái giống này. Thứ nhất là một cái giống có bông rất là to, thứ hai là cái số lượng nụ cũng tương đối. Ok. Thì hôm nay Quang rất là vui được giới thiệu đến bà con một cái địa điểm kinh doanh hoa ly tại Mỏn Thượng, Tân Kim, Phú Bình, Thái Nguyên. Thì các bác có thể liên hệ với chủ vườn hoặc là có thể liên hệ qua số điện thoại của Quang là 0389640555 hoặc có thể để lại comment. Ok, xin cảm ơn và hy vọng là Quang hôm nay mang đến một cái địa chỉ để kinh doanh tốt cho các bác kinh doanh hoa ly. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Đấy, tôi phải quay là mấy lần không chỉ sửa.